chương 75, vượt qua hai cái đại cảnh giới khiêu khích, thống mạ huyết ưng tông trưởng lão. Tô Chiêm hào khí bành trướng. Thực lực tăng lên, mang đến cho hắn to lớn lòng tự tin. Còn không chờ hắn hảo hảo cảm thụ một chút cái này bành trướng thực lực. Bỗng nhiên. Chủ nhân, ta gặp phải cường địch, là... Là... Linh cảnh người. Tiểu hồng, để tô chiêm dừng một chút. Linh cảnh. Hắn điều động phân thân ra ngoài tứ ngược lâu như vậy. Trước mắt tối cao cũng chỉ gặp được huyền cảnh mà thôi, linh cảnh loại kia trưởng lão cấp bậc, làm sao có thể vì hắn một cái chỉ là nguyên cảnh tiểu gia hỏa tự mình xuất thủ. Ta xem một chút. Tô Chiêm cái này không nhìn không biết. Xem xét nhất thời nhịn không được kinh hô một tiếng, khá lắm. Bởi vì hiện ra tại Tô Chiêm trước mắt, lại không phải một cái linh cảnh, mà là trọn vẹn tám cái. Tất cả đều nổi bồng bềnh giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống. Tiểu Hồng bị ngạnh sinh sinh dừng lại tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào động đậy hơn nữa nhìn bọn hắn trang phục ấy ung dung hoa quý trình độ mắt trần có thể thấy toàn thân càng là tản ra giống như tiên nhân quang mang tám người này tuyệt không phải phổ thông linh cảnh bọn hắn đeo chính là huyết ưng tông huân chương cái này tạo hình trưởng lão huyết ưng tông trưởng lão tô chiêm nhận ra về sau càng là kinh ngạc linh cảnh xuất thủ liền đã đủ khoa trương lại còn là huyết ưng tông linh cảnh bên trong ở vào đỉnh tám người trưởng lão cấp bậc đại nhân vật tiểu tử này chính là tô chiêm hắn vì sao không có ra người có sinh mệnh khí tức cùng kia phân thân khác nhau đến phi thường rõ ràng hắn chính là bản tôn không thể nghi ngờ thiên diễn tông cho định vị không sai chỉ là bộ dáng này quả thực có chút quái dị ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc kỳ quặc là được rồi một cái có thể ngăn cách nhân quả người mang trọng bảo liên tiếp tai họa bốn cái tông môn người lại sao có thể có thể là người bình thường thế nhưng là tiểu tử này trên thân ngoại trừ một thanh trường đao cùng một thân ăn mặc bên ngoài làm sao không có cái gì không gian giới chỉ túi chữ vật cũng tất cả đều không có phát hiện hắn thật là bản tôn tám tên huyết ưng tông trưởng lão vẻn vẹn vừa đối mặt liền đem tiểu hồng chân thân nhìn rõ ràng dịch dung công có thể lửa một chút cùng cảnh giới nguyên cảnh nhưng hơi tới một cái đan cảnh đều có thể hoàn toàn xem thấu nhìn thấu chớ nói chi là đám này linh cảnh người trong mắt bọn hắn, tiểu hồng nghiễm nhiên chính là cái lột da huyết nhục người. Mà lại bọn hắn quan tâm nhất, tô chiêm trên người bảo vật, dùng thần thức vừa đi vừa về quét tầm vài vòng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Lập tức, tám người tất cả đều mê hoặc. Ta bảo vật, đương nhiên không ở đây. Tiểu hồng mở miệng. Ngữ khí sinh động, tràn đầy trêu tức ý vị. Bởi vì đây là tô chiêm đang mượn tiểu hồng miệng nói chuyện. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi, giao ra bảo vật, nếu không ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thức thời một chút, đã bị chúng ta tìm được, cũng đừng ôm lấy bất luận cái gì may mắn tâm lý, ngoan ngoãn bàn giao, ta cho người một thống khoái. Tám người nghe xong biết nói chuyện, lại hiển lộ, ra ánh mắt bên trong bao hàm xem thường cùng khinh thường là như thế sinh động, kết hợp với đây là thiên diễn tông thông qua thiên cơ tỏa định, lập tức nhận định trước mắt cái này huyết nhục chi khu chính là tô chiêm bản tôn, nhao nhao mở miệng uy hiếp. Tốt tốt, những lời này thật sự là nghe được lỗ tai ta đều lên kén. Tô Chiêm khẽ cười một tiếng, bất quá các ngươi huyết ưng tông không khỏi cũng quá phế vật a, à. bắt ta một cái nguyên cảnh, còn muốn trưởng lão đoàn tự mình xuất thủ, đường đường huyết ưng tông, liền chút bản lãnh này. Ngươi muốn chết? Bị một cái nguyên cảnh trào phúng, trong đó một tên trưởng lão tại chỗ liền không nhịn được, trong mắt lệ mang lóe lên, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác. Suy tiểu hồng cánh tay phải bị tại chỗ chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Bất quá bởi vì cường hãn tự lành lực, rất nhanh máu tươi bão tố tung tóe tốc độ bắt đầu chậm dần, vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chảm ta cánh tay phải, huyết ưng tông trưởng lão thủ đoạn, liền cái này. Không có cảm giác chút nào tô chiêm, tiếp tục không để lại dư lực trào phúng. Lại không có bất kỳ cái gì thống khổ. Tám cái trưởng lão đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Cho đến tận này, Bọn hắn gặp qua người, cho dù là thông thiên cảnh bị chém đứt cánh tay, đều sẽ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm nhận được rõ ràng thống khổ. Nhưng trước mắt này cái Tô Chiêm, làm sao có thể một điểm cảm giác đều không có? Cho dù lại có thể chịu được, có thể mặt ngoài giả bộ phong khinh vân đạm, nhưng nhục thân thống khổ là không cách nào khống chế, như thế nào đi nữa cũng sẽ có điều biểu hiện mới đúng. Tiểu tử, ở tại chúng ta trước mặt, ngươi còn không có càn rỡ tư cách." Một vị trưởng lão khác hừ lạnh một tiếng chỉ gặp tiểu hồng cánh tay trái, đang bị một cỗ lực lượng cường hãn lấy chậm rãi tốc độ cưỡng ép thay đổi. Carare. Chỉ bất quá mấy hơi thở công phu, tiểu hồng huyết nhục bị xoay thành hình méo mó, nội bộ xương cốt càng là vỡ vụn, có thậm chí từ huyết nhục bên trong xuyên thấu mà ra, máu tươi văng khắp nơi, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu bạo lực. Nhưng mà, ôi, thật là thoải mái. Các ngươi đường đường trưởng lão, còn tưởng rằng có bao nhiêu ngưu bức cũng bất quá như thế nha. Có phải hay không chưa ăn cơm, nếu không lại dùng thêm chút sức. Tô Chiêm vui tươi hớn hở, không có chút nào thống khổ bộ dáng, khiến tám cái các trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Từng cái nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh dị. Nói đùa cái gì? Loại trình độ này thống khổ, cho dù là thiết nhân tốt xấu đều hừ một tiếng a. À. Làm sao Tô Chiêm cùng một người không có chuyện gì giống như? Chẳng lẽ lại, hắn che giấu cảm giác đau cảm giác, nhưng cái này cũng không đúng thương tích như vậy nghiêm trọng, máu tươi cũng rõ ràng sói mòn quá lượng, dù là không có cảm giác đau, trạng thái thân thể cũng sẽ suy yếu trượt, sắc mặt tuyệt sẽ không đẹp mắt. Trái lại tô chiêm sắc mặt, vẫn như cũ hồng nhuận đến không tưởng nổi, nào giống là một cái ngay tại gặp cực hình người. Đồ hỗn trướng. Một trưởng lão bị trào phúng đến nghiến răng nghiến lợi, bạo tính tình lập tức liền lên tới. Chỉ gặp hắn vung tay lên. Tô chiêm hai chân cùng trên thân thể, Bắt đầu gặp từng đạo vô hình đao cắt, từng khối thịt liên miên rớt xuống. Đây là lăng trì cực hình. Thủ đoạn này không tệ, dùng để xuyến nồi lẩu thời điểm cắt thịt dê rất thích hợp. Vị trưởng lão kia, tuyệt đối đừng ngừng a, à, ta cánh tay này mới cái nào đến đâu. Ngươi sử dụng lực, nhiều chen điểm huyết ra. Còn có các trưởng lão khác, đừng làm nhìn xem a, à, tốt xấu hai cái này lão đầu đều xuất lực, các ngươi không đi theo ra thêm chút sức, sẽ chỉ ở bên cạnh dương mắt nhìn, trở về dễ dàng bị nói xấu a. À. Mặt khác bên kia vị kia tiên tử trưởng lão, tám người bên trong liền người đẹp mắt nhất, cho đại gia cười một cái. Tô Chiêm không chút kiêng kỵ nhạo báng tám người. Phảng phất tám người này căn bản không phải cao cao tại thượng huyết ưng tông trưởng lão, mà là tám cái lão đầu nam tử trung niên thanh niên tiên tử phụ nữ người, đi đường tổ hợp. Dù là trên thân đã rách ngớp, ngay cả tạng khí nhảy lên đều có thể thấy rõ ràng, nhưng y nguyên trong lời nói vô cùng tiêu sái. Đáng chết tiểu quỷ ngược lại là trong miệng hắn cái này không sạch sẽ một phen. Liên tiếp kích động tám cái trưởng lão thần kinh, dù là tính tình cho dù tốt trưởng lão, giờ phút này trên mặt đều có chút không nhịn được, tính tình không tốt càng là lên cơn giận dữ. Nếu không phải bọn hắn đều muốn đạt được bảo vật, sợ là tùy tiện một người ra một ngón tay, liền có thể đem Tô Chiêm ép thành bột mị Lão đầu dùng thêm chút sức, tốt xấu linh cảnh viên mãn, liền cái này. Điểm ấy trình độ còn không bằng về nhà cho ngươi sao? Phốc. Rốt cục, có trưởng lão nhịn không được đi xuống, cũng không gặp bọn họ làm sao xuất thủ, tiểu hồng toàn bộ thân hình toàn bộ nổ tung, tại chỗ bạo liệt thành một đoàn huyết vụ. Ngươi sao có thể giết hắn? Hắn là cố ý muốn chết, ngươi là tại tác thành cho hắn. Bảy người tất cả đều nhìn về phía động thủ người trưởng lão kia, chính là vị kia đẹp mắt nhất tiên tử trưởng lão. Không, chúng ta tính sai, cái này có khả năng không phải hắn chân thân. Tiên tử trưởng lão yên lặng thu tay lại, nói khẽ,